Kính thưa quý vị, trong hơn 10 ngày vừa qua thì dư luận cả thế giới rất là xôn xao về vụ là có 39 người chết ở trong xe container ở Anh. Và cho đến tại thời điểm bây giờ thì có rất là nhiều nguồn thông tin cho rằng là trong số 39 nạn nhân đó thì rất là nhiều người Việt Nam. Và đặc biệt đó là ở khu vực miền Trung là Nghệ An và Hà Tĩnh chúng tôi đấy. Thì hiện nay là có đến là hơn 20 gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh đang trình báo cho chính quyền địa phương về cái tình trạng là mất tích của con em của mình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang trên đường đi ra huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để thăm hỏi một số cái gia đình mà có con em đang nghi là mất tích và chết ở trong cái xe container ở tại Anh trong cái thời gian vừa rồi. Và đi trên chuyến xe cùng với tôi đây ấy, thì ngày hôm nay có một trong những người làm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động rất là nhiều năm rồi, gần 20 năm rồi, đó là chị Hà Mai Hương. Hiện nay đang là tổng giám đốc của công ty WH Việt Nam. Đấy thì ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn là trực tiếp đi ra thăm hỏi những cái hoàn cảnh ở huyện Yên Thành, Nghệ An. Và trong cái thời gian vừa qua đấy thì rất là nhiều gia đình ở ngoài đó họ rất là đau lòng, họ rất là hoang mang, không biết rằng là con em của họ có không may nằm trong số 39 người ở chết ở bên Anh hay không. Và cho đến thời điểm bây giờ thì có rất là nhiều nguồn thông tin là khá là chính xác rằng là có nhiều người ở Yên Thành là nằm ở trong số đó, cho nên là chúng tôi cũng rất là đau lòng với những cái hoàn cảnh như vậy. Chính vì thế cho nên là chúng tôi sắp xếp thời gian sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đi ra ngoài đó để thăm hỏi một số gia đình. Thế thì trên đường đi ấy, trước khi mà chúng ta ra ngoài kia để chúng ta trao đổi nắm bắt những cái thông tin cùng với các gia đình ở ngoài huyện Yên Thành, Nghệ An đấy, thì tôi cũng muốn được là chia sẻ với tất cả quý vị để chúng ta giao lưu với một trong những người làm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động rất là nhiều năm rồi, thì chị sẽ có những cái sự chia sẻ cũng như là những sự đánh giá cái con đường mà để cho một người ở Việt Nam chúng ta xuất khẩu sang bên châu Âu thì nó có những cái hình thức đi như thế nào, và lý do vì sao thì những cái người mà trong số 39 nạn nhân vừa qua đấy người ta lại chọn cái con đường đi là như thế, nó rất là nhiều rủi ro như vậy. Thì ngay bây giờ đây thì tôi muốn tất cả quý vị chúng ta có thể là giao lưu với chị Hà Mai Hương, là người mà có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực là xuất khẩu lao động rồi. Xin mời chị Hà Mai Hương. Xin chào cả nhà. Với cái vụ việc 39 người vừa rồi ở bên Anh bị chết ở container ấy, thì là bản thân tôi là một người làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động này, năm nay là sang năm thứ 17. Tôi rất là đau lòng và chia sẻ với gia đình các nạn nhân, cũng như là tôi muốn hôm nay tôi muốn truyền tải một cái thông điệp là các bạn, nếu như các bạn muốn đi xuất khẩu lao động hoặc du học ở nước ngoài, các bạn nên chọn con đường chính thống để đi bằng visa, đi bằng du học này cũng đi bằng xin visa để đi này, xuất khẩu lao động này cũng xin visa để đi này, hoặc du lịch cũng xin visa để đi, không nên đi vượt biên, không nên đi đường biên giới ấy, gọi là đi chui ấy. Thì là cái đó rất là nguy hiểm, trên đường đi là người ta bỏ mình vào xe rồi là phải bơi qua phà, qua sông rồi đi vào đầm lầy, rất là khổ, như các câu chuyện các bạn có thể được những nhân vật đã từng đi và chia sẻ đấy. Thì tôi để đi nước ngoài ấy, có ba con đường để đi. Một là các bạn có thể tìm theo con đường du học. Du học thì bây giờ có nhiều yêu cầu, tối thiểu nhất là các bạn phải tốt nghiệp cấp 3. Đi du học được nhiều chứ. Ví dụ bây giờ đang có du học nghề tại Đức, chi phí gần như là free cho người lao động, nhưng mà yêu cầu của nó là phải tối thiểu tốt nghiệp cấp 3 và phải có học được trình độ B1 tiếng Đức. Các bạn chỉ cần 6 tháng đến 8 tháng các bạn học được B1 tiếng Đức với chi phí rất là rẻ ở Việt Nam thì các bạn là tìm được con đường đi sang châu Âu chính thống. Đấy. Nếu mà đi theo diện du học như thế thì cái chi phí cho một người như vậy là bao nhiêu tiền hả chị? Nó khoảng tầm độ 4.800 đến 5.800 euro. 4.800 đến 5.800 euro. Vâng. Là mình đi được một cách chính thống, an toàn. Sang bên kia các bạn còn được học thêm, có thể đi làm thêm với cái mức lương mà có đủ thể đủ chi trả chi phí ăn học bên kia cho các bạn. Và khi các bạn vào học chuyên ngành đối với châu Âu đấy, các bạn không bị mất học phí, không bị mất học phí mà còn được đi làm thêm để có thu nhập gửi về gia đình. Cái này tôi đã
truyền tải và đưa về rất là nhiều cái chia sẻ cho rất là nhiều bạn, nhưng mà cứ các bạn cứ sợ là học sau 6 tháng học rồi không đi được, rồi phải thời gian lâu, rồi là khó khăn, rồi thế này thế khác, các bạn không chịu, các bạn cứ bảo là làm sao cho em đi nhanh nhanh ấy, đi được du lịch cũng được, sang đến bên kia nhanh một tí, đắt tí cũng được, nhưng mà cái đó thì tôi không đồng tình, tôi không đồng tình. Thì đó là cái con đường thứ nhất, đó là chúng ta đi theo cái diện là du học. Rồi cách thứ hai để mình có thể đi xuất khẩu sang châu Âu là cách nào chị? Cách thứ hai thì thường bây giờ xuất khẩu lao động sang châu Âu thì có một số cái nước nó cũng đặt hàng với lao động Việt Nam, như là Hungary, Bulgaria, Romania. Vừa rồi chị Hương có làm áo nữa, nhưng mà số lượng nó cũng chưa được nhiều và đang trên cái thử nghiệm ấy, nhưng mà lao động của mình sang bên thì ít khi mà người ta làm cho cái chủ mà bảo lại mình sang lắm, mà người ta lại trốn qua nước khác để sang Pháp và sang Anh đấy, nên là người ta cũng hạn chế, nhất là vùng Nghệ An, Hà Tĩnh này, với cái chi phí mà cũng khá là chấp nhận được. Ví dụ Rumani thì khoảng 1.500.000 đô, 1.500.000 đô, 1.000 đến 1.500.000 đô. Thế các bạn đã đi được Rumani rồi, Hungary và Rumani. Đó là đi theo diện là xuất khẩu lao động. Bây giờ các công ty cũng làm rất là nhiều, nhưng mà các bạn sang thì lương nó khoảng tầm từ 600 đến 1.000. Chứ cái thời gian, cái hợp đồng thời gian đi là được bao thời gian hả chị? Hợp đồng thì nó 2 năm có gia hạn, và chi phí chỉ có 1.500.000 đô thôi à? 1.000 đến 1.500.000 đô. Ồ, thế rẻ thế à? Rẻ thế, nhưng mà các bạn phải 6 tháng mới đi được, mới ra được cái visa. Và mức lương thì nó cũng tầm 600 đến 1.000 đô trên 1 tháng. Nên là so với làm ngoài của các bạn đi chui này thì nó không bằng các bạn cứ thích đi tự do hơn. Vâng. Đi nhanh hơn. Đi tự do và nhanh và nhiều tiền hơn, các bạn cứ chọn con đường là đi chui đấy. Vâng. Đấy, đi vượt biên. Đấy. Đó là cách thứ hai, đó là mình đi theo cái diện là xuất khẩu lao động. Thế còn có cách thứ ba nữa không chị? Có một cách thứ ba nữa là để các bạn muốn sang châu Âu ấy thì là các bạn đi theo đường du lịch bằng đường bay nhá, tour châu Âu ấy. Nhưng mà để đi được tour du lịch này thì các bạn phải đủ điều kiện về kinh tế, về kinh tế, tài sản, thu nhập để chứng minh với đại sứ quán để xin visa. Các bạn đủ điều kiện để bạn đi du lịch châu Âu. Đấy thì bạn có thể đi sang châu Âu để đi du lịch. Còn cái mục đích các bạn đi du lịch hay là đi ở lại hay là thế nào thì bên làm hồ sơ người ta không biết được cái mục đích của các bạn, nhưng mà các bạn có thể sang trải nghiệm châu Âu bằng con đường du lịch. Đấy. Còn những cái cách mà các bạn mà đang đi mà như 39 người vừa rồi là tôi không đồng tình. Thế thì cái cách mà chị Hương vừa chia sẻ đó là rất là an toàn rồi. Tuy nhiên thì hiện trong cái trường hợp vừa rồi đấy, có 39 người mà chết trong xe container ở bên Anh ấy, thì người ta đang lựa chọn cái con đường như thế nào chị Hương? Và cái quy trình để người ta đi từ Việt Nam mà đi sang bên Anh đấy là như thế nào, chị có thể là nói qua để cho mọi người chúng ta có thể hình dung được cái sự việc như thế được không ạ? Cái con đường đi của 39 người này thì thực ra thì chị Hương không làm cái đường này, nhưng mà chị cũng biết đúng không? Chị cũng biết, chị biết rất là rõ, khá là rõ. Tức là người Việt Nam khi muốn sang bên Anh bằng bên con Anh. Đường chui này á, thì là có hai đường. Một là người ta đi từ Việt Nam bay qua Nga, tức là một chiếu Nga cho người Việt Nam bay qua Nga. Từ Nga người ta đi tàu, người ta chờ cái lúc mà cảnh sát không phát hiện ấy, chờ cái ngày cho ở năm ở Nga ấy. Thì người ta đi tàu qua Ba Lan. Đi tàu qua Ba Lan. Xong đó thì là sang Ba Lan thì người ta lại vượt biên bằng ô tô, đi bằng đường rừng sang đến Đức. Rồi là qua Pháp. Qua Pháp người ta có một cái trạm ở đấy, người ta trạm trung chuyển ấy, người ta cho mọi người ăn nghỉ ở đấy. Và có trạm thì nó, thằng Tây nó tử tế thì nó lo cho ăn ở đầy đủ. Có trạm thì người ta rất là đói, cuộc sống gọi là khá là vất vả và khổ cực ấy. Có người còn bảo bốc cả bột mì vào nhà dân, bốc cả bột mì ăn sống luôn, đói quá. Và nằm chờ để có xe để mà vượt biên sang Anh. Vượt biên thì có nhiều cách để vượt. Một là người ta bảo là đi VIP ấy. Đi VIP là đi có ô tô chở như này này. Có ô tô riêng giống như mình đang đi nữa hả? Mình đi là người ta trốn trong cốp rồi ở trong xe, tức là người nhỏ nhỏ thì bảo là làm trẻ con ấy chở sang. Nhưng mà
cái đường này thì nếu mà nó phát hiện nó không đuổi về. Vâng. Đuổi về Pháp thì ở với Pháp thì nó cũng đuổi về cái nơi xuất phát ấy. Vâng. Ở quay lại Pháp thì cứ lại chờ chuyến để đi sang tiếp. À. Thì có khi thì người ta lại cắt bạt của container ấy, của xe tải ấy chui vào. Cho vào trong xe tải và cắt bạt đi để thở. Cắt bạt để thở rồi. Vâng. Trốn ở trong ấy. Vâng. Có những khi mà người ta còn làm việc may mắn thì người ta còn báo cho tài xế biết là có người ở trong. Có người ở trong ấy. Vâng. Còn có tài xế nó không biết. Vâng. Thì là nó cứ thế nó chở đi thôi. Vâng. Đấy. Còn cả cách nữa là rất là nguy hiểm mà nhiều người vẫn lựa chọn là tại vì cái này ít bị phát hiện nhất là ngồi trong xe đông lạnh. À. Khi ngồi trong xe đông lạnh thì là xe chở đồ đông lạnh thì nhiệt độ nó rất là thấp. Vâng. Và người ta lợi dụng một nhiệt độ thấp này để cái máy quét hồng ngoại mà để khi qua cái trại hải quan này phát hiện và chó nghiệp vụ để phát hiện ấy. Vâng. Người ta không phát hiện được. Vâng. Thì cái này người ta qua rất là nhiều, nhưng mà thực ra có những người nó kể là chị ơi, sớm mai bọn em đang đi trên đường mà bọn em nhích cái thằng một bên đây này thì nó chết lúc nào không biết. Ui giời. Nguy hiểm đến mức như vậy. À. Bây giờ em về đến Việt Nam rồi mà em còn gọi là da gà nó nổi ấy. À, cái thằng ngồi bên bên đang nói chuyện với mình mà à. Một lúc là mình mệt quá mình thiếp đi ngủ dậy nó chết lúc nào bên mình không biết rồi. À. Đấy. Thế là nó rất là nguy hiểm, nhưng mà vì để sang được Anh người ta cũng chấp nhận đi được cho nhanh. Vâng. Đấy, người ta thì cái tài xế này tài xế mà cái xe tải này có khi người ta biết được là có người ở trong đó để người ta lấy tiền. Vâng. Nhưng mà có những tài xế là bọn này cắt niêm phong và chui vào đi trộm. Vâng. Đấy, thế cũng không biết được đâu. Thế cái này là bảo là tài xế cố tình hay không cố tình để 39 ngày Tết thì hiện tại là tôi cũng không áp đặt cái vấn đề là tài xế có biết hay không. Tài xế có biết hay không là vâng. trong đường dây đưa người đi hay không. Vâng. Nhưng mà có những trường hợp là tài xế không hề biết, tại vì cái bọc tay nó phá container, nó phá niêm phong ấy. Vâng. Cho người vào, chui vâng. người vào và nó đóng lại. Thế vâng. tài xế không hề biết là chở người trong đấy. Thì vâng. thế là cứ chở thôi. Vâng. Đấy. Thì là có một số cái chia sẻ như vậy để các bạn có thể là tìm được con đường chính thống nhất để đi vâng. sang châu Âu vâng. Làm việc. Còn ngoài ra ngoài châu Âu ra thì các bạn có thể tìm hiểu các đường đi nước ngoài như là Hàn Quốc theo con đường chính thống. Bây giờ là như là cái E8 chuẩn bị bên các hai E8 là cái chương trình hai tỉnh ở một tỉnh ở Hàn Quốc và một tỉnh ở Việt Nam ký kết với nhau và đưa lao động sang làm trong các ngành mà cái tỉnh bên kia cần đang thắng về đầu ra cũng rất là an toàn, chi phí cũng là rẻ. Vâng. Chương trình đi đi xuất khẩu lao động Úc. Đấy, Úc. Vâng. Cho người của Bộ Lao động, của Trung tâm Lao động Ngoài nước, cho người Việt Nam đi sang Úc làm việc theo ngành nông nghiệp, ngành neo, ngành sản xuất chế tạo mà với sự ký kết của hai chính phủ với nhau thì vâng. cũng người ta tuyển thường xuyên, nhưng mà người ta cũng đòi hỏi đào tạo về cái trình độ EA nhất định. Vâng. Thì nếu các bạn muốn đi nước ngoài an toàn thì hãy chọn con đường chính thống, chọn công ty làm việc uy tín và vâng. gửi gắm nó đúng chỗ thì các bạn sẽ thành công trong con đường chinh phục ước mơ đi nước ngoài của mình. Vâng. Cảm ơn chị Hương. Tuy nhiên thì em có thêm một cái câu hỏi nữa, đây là chị có biết rằng là khi mà những người mà người ta cố gắng vay một cái khoản tiền rất lớn lên đến cả tỷ đồng để người ta đi sang các nước châu Âu, đặc biệt như vừa rồi đấy là đi sang Anh đấy, thì vậy thì những người đó đấy, người ta đi sang bên nước Anh thì người ta sẽ làm cái công việc gì, chị có biết được không ạ? Thường thường thì người Việt Nam mình sang Anh ấy thì chỉ làm thuê lại cho các ông chủ mà Việt Nam đã sang trước thôi, tại vì tiếng không biết mà. Vâng. Nhưng mà bây giờ theo chị Hương tìm hiểu của những bạn đi rồi ấy, và gửi tiền về nhiều ở cho Việt Nam ấy. Vâng. Thì người ta hay làm việc trồng cần sa ấy. Trồng cần sa. Trồng ma túy ấy. Vâng. Là như thế thì có quá nguy hiểm không chị? Nguy hiểm chứ, trồng cỏ. Vâng. Người ta ở trong một cái nhà, người ta thuê những cái nhà hoặc là nhà hoang hoặc là cái biệt thự hoang hoặc là trên núi hoặc là các cái nhà phòng cái nơi nào ít để ý đến ấy, người ta trồng cỏ. Vâng. Người ta trồng cỏ và người ta bán. Và theo như ông được biết là một bài báo vừa đọc thì là 75% lượng người lao động bất hợp pháp và trồng cỏ ở Anh là người Việt Nam. Ôi giời, nhiều thế luôn. Rất là nhiều luôn. Vâng. Và ngoài trồng cỏ ra thì người Việt Nam ta mình sang bên kia thì còn làm neo. À. Làm neo. Làm móng tay, sơn móng tay đúng không? Làm móng tay, móng chân. Móng tay, móng chân. Đó cũng là một cái nghề có thu nhập khá là cao khi các bạn sang đến bên Anh. Vâng. Những người mà không có tiếng và trình độ không nhiều, không cao để làm các ngành kỹ thuật đấy. Vâng. Thì nó đang chọn hai cái ngành.
ngành đấy. Và thu nhập ở bên kia rất là cao. Một đồng bảng Anh nó hơn gấp 30 lần đồng Việt Nam. Đấy. Tức là một bảng nó 1.000 bảng. Với những cái công việc đó, với những cái công việc đó thì những người sang bên kia thì mỗi tháng người ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền Việt Nam chị? Nó với trồng cỏ, trồng làm ma túy ấy, thì là cũng phụ tùy thuộc vào mùa là một. Thứ hai là nếu mà bị bắt ấy, thì nó cũng trắng tay luôn. Đấy, có những người ở đi trồng cỏ thì Việt Nam cũng phải gửi tiền sang để người ta hồi phục lại cái năm sau. Đấy. Có người nhà là gửi tiền về cho người nhà rồi nhưng mà người nhà phải gửi tiền lại để khôi phục năm sau bị cướp ấy, nghe bảo là bị cướp, còn cướp như thế nào chị Hương cũng không hiểu. Nhưng mà thứ hai nữa là cũng bị mất mùa. Có thế ở bên nước Anh là người ta trồng cần sa, trồng cỏ nhiều thế hả chị? Trong nhà đấy. Trong nhà luôn. Trong nhà đấy. Và thu nhập thì nó mà khi mà thành công thì nó rất là khủng, nó lên đến hàng chục tỷ chứ không phải đơn giản đâu. Đấy. Còn thu nhập mà của ngành làm nail thì nó cũng khá là cao. Tầm một tháng 100-200 triệu là đến nơi đấy. 100-200 triệu một tháng. Cho việc làm nail. Cho việc làm nail. Thì em thấy là làm nail như thế còn được, chứ còn nếu mà đi sang bên Anh mà mình trồng cần sa, trồng ma túy như thế thì rất là nguy hiểm đúng không chị? Bởi vì mình làm thứ nhất là mình đi sang bên kia nó đã là bất hợp pháp rồi. Rồi sang bên kia mình còn làm bất hợp pháp nữa. Thì nó cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà đấy, thì vì là đồng tiền gửi về Việt Nam ấy để cho bằng bạn bằng bè gia đình, rồi bảo người này đi nước ngoài thì xây cái nhà to để con gửi tiền về nhiều ấy. Bố mẹ ở nhà cũng muốn con đi kiếm tiền nhiều về như vậy, thế là các bạn sang bên cũng làm rất là cực. Với con gái thì sang bên có thể làm nail, còn nam thì cả đa số là đi trồng. Nam giới là đa số là đi trồng cỏ. Đi trồng cỏ. Vâng. Yên Thành lượng đi Anh khá là nhiều. Vâng. Cả gần như cả làng đi. Cả làng đi Anh. Nhiều người vào hỏi chị Hương là chị Hương ơi, tôi muốn nhờ con tôi sang Anh thì làm thế nào? Nếu mà không đi đường cỏ vì không an toàn ấy, nghe người ta bảo không an toàn ấy, thì đi đường nào? Thì bảo là bây giờ chị Hương thì với hộ chiếu Việt Nam mà để xin đi Anh rất là khó, nếu mình không phải là doanh nhân, là thương gia thì đi rất là khó, thành chị Hương cũng gần như là từ chối. Mà đi theo đường du học thì những cái khách hàng này thì không phải là có thể là thuộc cái level để chị Hương tư vấn du học. Về bằng cấp, về trình độ của tiếng, về hồ sơ đấy. Thế là người ta muốn đi, người ta cứ chọn cái con đường cỏ này để người ta đi. Thì trong cái suốt mà những năm rất nhiều năm vừa qua mà chị làm bên lĩnh vực xuất khẩu lao động đấy, thì những cái khách hàng đấy, những cái lao động mà chị đã kết nối để cho các bạn đi sang bên châu Âu để làm việc, thì cho đến bây giờ thì chị thấy rằng là người ta cải thiện được cái cuộc sống gia đình mình nhiều không? Với những khách hàng chị Hương đã đưa đi châu Âu làm việc ấy, thì là cơ bản là với mức thu nhập nó từ khoảng 40 đến 60 triệu ấy. Nó còn cao như kiểu các bạn đi làm bên Anh, bên chui đó, đấy. Tại vì người ta đi đã làm hợp pháp ấy, người ta phải nộp thuế cho nhà nước. Người ta phải chi phí nộp thuế, người ta phải trang trải cuộc sống bên kia mà bên châu Âu ấy, người ta rất là rõ ràng tiền ăn từng này này, tiền ở từng này này, tiền thu nhập lần này, và lương nó tính theo giờ. Nó rất là rõ ràng. Thế là sau khi trả các khoản chi phí thì tầm khoảng 40-60 triệu, thì so với các khoản tiền bỏ ra ban đầu đi cũng không nhiều lắm ấy. Người ta khoảng tầm độ 3-4 tháng người ta đã đủ với trả cái chi phí để đi sang bên kia rồi. Đúng rồi. Và sau đó thì người ta có thể gửi về cho gia đình để đang trải cuộc sống gia đình. Với em bảo mức thu nhập ở Việt Nam mình thì 3-40 triệu, thì sau khi đã trừ chi phí rồi ấy là quá về là ấm rồi, quá là thoải mái rồi. Đúng rồi đấy. Thành ra là sau thời gian thì người ta có thể xây nhà, xây cửa, rồi là lo cho con cái ăn học. Và chỉ thấy là những người bố mà người mẹ mà đi theo con đường mà chính thống mà có tiền ấy, sau này người ta không muốn con đi theo đường không chính thống đâu. Người ta bảo là chị Hương ơi, giờ tôi có tiền rồi, chỉ con tôi cho tôi gửi đi du học, sang này thì tôi có người quen rồi, thì sang bên này cháu có thể vừa học vừa làm được. Và lại cũng an toàn và có tương lai cho con hơn. Rồi em rất là cảm ơn chị Hương đã chia sẻ với em, cũng như là để gửi tới cho toàn thể quý vị chúng ta những cái thông điệp liên quan đến việc là đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa chọn cái việc đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nó cũng là một cái lựa chọn rất là tốt để giúp cho chúng ta có một cái cơ hội để được giao lưu, được học hỏi kiến thức và cũng như là văn hóa ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó thì còn giúp cho chúng ta có thể là gia tăng được một cái nguồn thu nhập rất là đáng kể để nâng cao cái cuộc sống gia đình của mình. Thì nếu giả sử ngày hôm nay chúng ta không lựa chọn cho mình một cái con đường đi nó chính thống, nó đàng hoàng, thì cái nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta nó rất là cao. Chính vì thế cho nên là ngày hôm nay sau cái vụ việc là 39 người mất ở trong xe container ở Anh đấy, là một cái lời cảnh báo rất là cấp bách cho tất cả những ai chúng ta đang có những cái ý định là đi xuất khẩu lao động, đi sang châu Âu bằng cái con đường chui. Và tôi muốn đưa một thông điệp cho các bạn biết là nếu như các bạn muốn đi nước ngoài, các bạn hãy chuẩn bị kiến thức cho mình. Vâng. Một là kiến thức về tiếng, cái ngôn ngữ mà các bạn chuẩn bị đến. Vâng. Chậm một tí cũng được, các bạn hãy học để biết là cái cách sống, môi trường văn hóa và tiếng người ta như thế nào. Vâng. Thứ hai là nghề. Vâng. Nghề đúng không? Mình phải có một cái tay nghề. Tay nghề gì, có tiếng và tay nghề các bạn không sợ cái gì cả. Sức khỏe là các bạn phải đảm bảo rồi. Đúng theo rồi. Yêu cầu để làm hồ sơ rồi. Sức khỏe, tay nghề và tiếng, các bạn đã chuẩn bị như vậy, các bạn đi đâu cũng không sợ. Vâng. Không sợ nhá. Và hãy chọn nơi uy tín để gửi gắm cái tương lai của mình. Một lần chọn, một lần đi là một lần gọi là trải nghiệm và gửi gắm và thay đổi cái đi sai một ly là đi một dặm ấy. Đúng rồi. Sai một ly đi một dặm đấy, các bạn hãy chọn những cái nơi uy tín để mà gửi gắm mà đi. Và xin chúc các bạn có một cái sự đang có mong muốn đi nước ngoài, có một cái sự lựa chọn chuẩn xác và an tâm nhất cho mình để có một tương lai tươi sáng khi chọn lựa con đường làm kinh tế cho mình ở nước ngoài. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, cảm ơn chị Hương nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Và để biết thêm những cái thông tin chi tiết của những nạn nhân xấu số ở Nghệ An, đặc biệt là ở huyện Yên Thành, Nghệ An ấy, thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ở cái video tiếp theo. Xin chào các bạn.